Mới đây, Trường Sĩ quan Lục quân 2 tổ chức hội nghị sơ kết cuộc vận động quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông giai đoạn 2020-2024. Những năm qua, Ban chỉ đạo cuộc vận động 50 của nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chặt chẽ việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về thực hiện cuộc vận động 50, tập trung giáo dục quán triệt làm cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên và chiến sĩ nắm chắc mục đích, yêu cầu, nội dung, mục tiêu của cuộc vận động 50. Các cấp thường xuyên được kiện toàn, hoạt động có hiệu quả. Tại hội nghị, Trường Sĩ quan Lục quân 2 đã khen thưởng cho 3 tập thể và 17 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2024, đồng thời phát động phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động 50 giai đoạn 2025-2029 với chủ đề chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, tạo sự đột phá.